Chào mọi người ha. Mấy thanh niên lần đầu tiên quay chạm dưới bay. Nhanh nhanh tí. Mọi người thấy mưa đúng không? Thì hôm nay là tụi mình quay lại cái chỗ cái nhà của anh Ba Đen á, có chiếc C200. Thì ảnh đem cái con Camry đi sửa rồi, tại vì nó bị con nó số sàn á, thay lại cái bố nồi của Trần Côn. Thì bữa nay có Thiên là đang quay giùm mình á. Ủa, cái này yếu gì ba? Này yếu gì? Đâu bắt ốc đâu? Không phải, cái keo ba em nó cũng phải rất là cứng. Cái này là keo sai rồi này, nó phải dán lại. Đây, này ra quay cho. Nè các bạn, tình cờ cái mình rờ lên thấy cái đuôi nè, đuôi cánh gió này, cái này lột ra luôn đi. Lột ra luôn rồi ta có keo ba em, ta cho dán lại cho chiếc keo là nó dính lắm, keo ba em nó dính lắm nha. Đó, thì cho các bạn bữa nay nhìn thấy bên trong chiếc xe, rút chìa khóa đi để vậy cái đầu nó sáng á, nó hao pin, đau lụng nó hao bình á. Rồi thì con xe 200 là gần như đâu làm gì đâu ba, phải không? Tình cỡ lòi ra kia thì mình cho keo ba em với lại con W204 này nó bị chảy nước từ cái chỗ chân kính này nó đi xuống dưới, thì không biết con của ba đen có bị không, qua bển coi thử đi ba. Nè mở đi mở coi có bị không. Thuận tiện có hai con W204 ở đây, tụi mình test thử coi có giống nhau không. Cùng đời nha các bạn, 204 Reface nè. Lấy điện thoại đâu rồi, có phát đồng loại vô, đợi phát vô. Con này chưa nè, thấy không, cái chân kính của nó chưa bị nè. Cái này là mềm nha, thấy không, thấy nó mềm không, bị một cái này đó. Thì có thể xử lý bằng cách này nè, có thể xử lý bằng cách là các bạn lấy cái nắp của cái hộp cầu chì ra, sau đó các bạn lấy cái lớp xe đó các bạn dán lên là nó sẽ xuôi cái nước xuống nha. Thì con của ba đen là chưa có thay mâm, nhưng mà có cái gương mới kìa, gương lưỡi rắn. Còn con này thay mâm rồi, mâm của C200 thay liếc nhưng mà chưa có thay gương đó. Thì kế bên là xe mình đâu rồi, hãy để đâu rồi đó. Thì xe mình làm cái gì, cái bộ này nè nó không có hư, biết cái đại dụng. Cái này là cái dắt cắm vô cái mô bin, thì cái mô bin đánh lửa của Buzi á, thì của mình 6 cái, 123 nó không có gì hết á, nhưng mà nó gãy nhựa, nó nóng quá nó gãy nhựa, mình mới đặt cái bộ này về. Thì đúng đỉnh về rồi, cái mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái cũ ra và thay cái mới này vô để chắc cú hơn nha. Rồi thì Thiên đang ngoài kia đang xả cái keo ba em nha, còn Đông này là ông Ren, ông đang ru con máy sấy nóng luôn nha. Đó, nhưng mà điểm quan trọng nhất là bây giờ một là hết mưa nè, hai là tụi mình kêu mì gõ nè, thấy không. Đây có hàng họ đi theo quay phụ nè. Bạn gì ơi cái bạn này quen không các bạn, với Tây Ninh lúc quay con quay con gì đứng ói giữa bài trò luôn nè các bạn hả, cảm giác lúc đó ói sao. Biên tập biên kịch gì mà nói không được câu chữ gì luôn. Giới thiệu các bạn ha, đây là giám đốc truyền thông của Điền Quân. Rồi ok thôi, được rồi giỡn thôi, đủ rồi đó. Rồi tụi mình sẽ ăn, sau đó hai thím sẽ làm, sau đó tụi mình làm thì hai thím sẽ ăn nha. Rồi cái cánh đuôi nha, thì cái cách làm cái này nó như vậy nè. Các bạn sẽ lấy cái nắp cái giác nhựa này ra ha. Các bạn sẽ để ý nè, trên cái giác nhựa này nó sẽ có ba cái chân này, nó sẽ giữ cái đầu cốt, và cái đầu cốt nằm ở trong này và phải rút ở đường này ra. Thì ở bên trong này mà trên cái bộ trên xe á, nó có ba cái miếng cao su để chống nước, nó sẽ rút ra bình thường ha. Thì cái của mình đã gãy hết rồi nè, đó, nó gãy hết rồi thì nó chỉ còn cái cao su thôi. Dao rồi mình sẽ bẻ ba cái chân, mình sẽ mô phỏng cho các bạn thấy cái này, bẻ ba cái chân này, bẻ luôn ba cái chân này ở trên cái cũ, rồi sau đó các bạn sẽ nhét cái đầu cốt vô. Thì may quá đó, đi xuống chơi với anh ba thì mình có cái này luôn, cái đầu để mở cốt chọt vô một phát. Các bạn sẽ chọt theo hướng này nè, tương tự cái này là có cái dây điện trong nha, nó sẽ chọt cái phần ở phía dưới này nè. Đó, nè thấy không, vô vừa khích luôn, chọn phát vô là nó sẽ bật được cái đầu cốt ra nha. Các bạn sẽ làm từng cái, và khi các bạn làm đến cái nào thì các bạn sẽ phải, sau khi ghim lại xong các bạn sẽ phải nổ máy xe lên để tránh tình trạng bỏ máy nha. Đây mình sẽ làm mẫu một cái nha. Cái nhựa cũ á, khi mà bật ra xong á, nó gãy nha, bỏ luôn đi các bạn, bỏ hết rồi.
lấy cái đầu cốt vô. Này quá ông bà ở đây ổng đầy đủ đồ chơi bà đen luôn. Khi các bạn nhét vô lại á sẽ kêu một cái tiếng tật nhỏ nhỏ thì khi đó nó mới là vô đúng nha. Còn nếu chưa nghe được cái tiếng tật đó thì nó chưa vô cái đầu cốt đâu. Nhét khá là mạnh nha. Rồi ra nè. Rồi ra nè. Rất là để ý về thứ tự nha, thứ tự đầu cốt nha. Mất công các bạn sẽ phải nhìn cái dây ở bên khác để làm lại, phiền lắm. Cứng nè. Quen xài cái đầu cốt thì cho lắm. Cứng nha. Bây giờ hiện tại là mình nhờ thêm hỗ trợ nha. Thì sau khi là mình đẩy bẻ, các bạn sẽ để ý nè. Mình đã bẻ ba cái chân cũ, sau đó mình dùng đầu cốt để mình đẩy nó ba cái chân này ra thì các bạn sẽ thấy được là ba cái chân này nó có cái cao su chống nước. Các bạn sẽ cố định vị trí của nó và rút ra. Cái đầu này bỏ. Cái đầu mới mà sẽ ghim như vậy theo thứ tự nha, quan trọng nhất là thứ tự. Rồi cái vị trí nó vô như thế nào thì nhét vô tới tận cùng, các bạn sẽ nghe cái tiếng tập nho nhỏ là được đó. Nó tập ba cái rồi, rồi xong mình sẽ ghim lại như cũ. Thì các bạn để ý nè, nó có cái ngàm ngay đây và cái ngàm ngay đây để giữ, ghim vô lại. Vậy là xe mình đã có 6 cái mô bin mới và 6 cái giác cắm mới, rất là khỏe. Và bây giờ tương tự như vậy, mình cứ làm một cái thì mình sẽ phải vô đè máy một lần để đảm bảo là nó không có bị bỏ máy. Thì tránh tình trạng làm hết xong cái nó bị bỏ máy thì mình không biết máy nào nha, đó là cực. Rồi, để mình đè máy luôn cho test luôn nè. Phụ tá đứng yên đi, phụ tá đừng có nhoi nhoi, phụ tá đứng yên đi. Đứng yên. Với các mô bin còn lại, các chắc cắm mô bin còn lại và cứ làm cái đè một cái nha. Song song với đó thì bên kia anh Đen đang hỗ trợ anh Thiên đó, các bạn thấy không? Dây điện nối nè. Nó bị đây. Phụ tá ra đây. Trời, lâu lâu mới có dịp sai mà ra đây. Dán cho đã rồi quất keo vô. Mới sấy ra cái cũ hả? À, dán cho ba em nè các bạn. Cho ba em màu trắng của anh Đen nha. Rồi, anh về đằng này chờ. Không sao, lát mình đó, thì lúc mà mình đưa cho Đen là xài cái loại keo đâu rồi? Quần này hả? Cái loại keo ba em màu xám đó, thì còn anh Đen là xài cái loại ba em trong suốt này nè, có vẻ ok hơn. Mấy anh Tàu đúng rồi, thôi mấy anh Tàu cất vô mối ta xài đồ khâu bên trong nội thất xe. Rồi vậy nha mấy bạn, để mình làm tiếp cái phần này. Trời ơi, đủ có ông bà ông hỗ trợ tới ba Đen hỗ trợ tới vậy luôn rồi. Mẹt xây gạch nha. Tôi nói luôn. Vậy là dán keo lên rồi còn cái lấy đồ chêm. Dạ. Rồi đồ dàn lên rồi sấy nóng. Sửa nhiệt lại cho nó lấy cái ni cái cử nó lại cho nó chuẩn. Đồ quá dữ luôn, vừa là có keo nó chảy mà vừa cái nhựa này nó vô form. Có nên đè cái gì lên đây không chứ chắc cú luôn. Nó có giữ đi sao? Cái đầu đó. Cái đầu. Rồi. Má hay quá, có luôn cái máy sấy luôn. Trời, tụi mỗi lần xuống ông Đen chắc phải trả tiền thuê bãi quá bà. Chết luôn á. Đời, được cũng được. Sơn hết 1.5 triệu. Cũng được. Mặt tiền 2 triệu. Chết. Đây bạn, thì hiện tại là mình đã thay được 3 con bên này nha. Còn 3 con bên kia mình sẽ tiến hành thay luôn. Đó. Mua cái bịch này về thì chia sẻ với bạn nha. Cái mình đã thay một con bên kia rồi, còn 2 con à. Thì một cái đầu dắt này nó sẽ rơi vào khoảng 3 đô một cái đó. Thì về gắn cái là xong. Rồi mấy cái cũ nè, các bạn sẽ nhìn thấy mấy cái cũ nè. Có còn gì xài được gì đâu.
chỉ có cùng lắm là mẹ tháo cái cao su này ra để dành có dịp xài thôi với hết giá trị rồi ha. Rồi là hai cái nè, là hai cái nè, tụi mày cũng hai thím nè. Đây hiện tại là mình đã gắn xong hết nha. Đây sẵn chưa? Ê đóng lại mới lên coi. Anh đang anh gắn rồi mới lên. Anh đang anh gắn cái đèn vô đẹp quá ta. Sáng sủa đẹp đẽ nè. Quá trời đèn led nè ha. Thôi gợi ai đâu qua cái lụm hoài ba. Đó. Người chăm xe nè. Ổ cứng chiếu phim ít thì không biết hay gì phim gì nha. Vậy. Xe buýt đó hả? Rồi. Con này là máy, con này với con kia như nhau mà, máy này máy kia như nhau á. Nè, keo này coi chừng quên nè, có ai này quăng vô đi. Đấy. Rồi bye bye các bạn nha. Tại chuẩn bị mưa rồi, mới tạnh mưa đi mua mì gõ cái lại mưa nữa rồi. Bữa nay tập thể dục nhẹ nhàng thôi. Đó. Bạn áo xanh ơi. Bạn áo xanh ơi. Chào chào mấy đêm á. Rồi anh Thiên này đó, đang kiểm tra dây nè. Bye bye.